rời nhà anh hùng Nguyễn Thanh Khối thì chúng tôi đến với một gia đình nữa, đó là nhà bác Lê Duy Ninh. Đây là nhà của bác Lê Duy Ninh. Vâng, một cái ngôi nhà làm tôi thấy nó cũng giống giống như cái kiểu nhà ở miền Bắc bây giờ, tức là cái nhà ba gian và có hai cái gian trái thì lồi ra để có hai cái đường xếp. Nhưng mà bên này thì bác lại có một cái nhà nữa cùng với chiều cao, chắc là cái nhà cũ. Chắc là đây là cái nhà cũ và bên đây đây là nhà mới. Và kia là bác chủ nhà. Vườn cây thì có một cái vườn cây ăn quả rất là đẹp. Và đây là những cái cây cảnh. Nói chung là một cái cảnh ở nông thôn và điền viên. Nếu như được ước thì tôi cũng ước là tôi có một mảnh đất như thế này. Chúng tôi quyết định là sẽ ngồi ở ngoài sân cho thoáng mát và đủ ánh sáng. Nhưng tuy nhiên thì tôi cũng rất là muốn mời các bạn cùng vào tham quan trong nhà. Trong nhà Bắc Ninh thì có gì? Vâng, cũng giống như những gia đình nông thôn Việt Nam khác. Cái gian chính ở giữa thì đó chính là một cái gian thờ. Vâng, một cái gọi là cái khán thờ. Hai bên này thì cũng không rõ là cái gì. Nhưng mà thông thường thì người ta... Vâng, đây đúng kiểu cổ ngày xưa đấy ạ. Một cái bộ bàn ghế được kê ở đây và một cái giường hay là chõng hay là phản kê ở bên kia. Tùy theo hoàn cảnh từng gia đình. Đây, cái gian trái bên này thì... bác ấy dùng là một cái vừa là kho và vừa là có, tôi thấy có một cái tủ sách. Và điều đặc biệt là phía trên nó là một cái sàn bằng gỗ rất là đẹp. Và đây có lẽ là cái nhà đầu tiên mà tôi thấy ở Tam Kỳ có một cái kiến trúc rất hoài cổ và độc đáo ở chỗ nó là nhà gỗ. Vâng, cột bằng gỗ và trần cũng bằng gỗ. Và bên trong của nó chính là một cái giường, tôi đoán là như vậy. Mái nhà thì đơn giản là lợp bằng bê tông thôi. Và ở đây nhìn ra thì các bạn thấy là đồng nghiệp của tôi đang chuẩn bị cho một cái gọi là trường quay của Win Win Việt Nam. Ở trong nhà thì tôi thấy những chiếc xe đạp và có một cái chiếc xe đạp nhỏ. Thưa quý vị và các bạn, Win Win Việt Nam đang có mặt tại phường Hòa Hương, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. Và đây là gia đình bác Lê Duy Ninh. Và xin giới thiệu với các bạn, đây là bác Lê Duy Ninh. Và mời các bạn cùng với chúng tôi trò chuyện với bác Lê Duy Ninh. Có lẽ là nhân vật đầu tiên từ khi nào đến giờ. Và cũng là một nhân vật mà Win Win Việt Nam rất dày công đi tìm, dày công thuyết phục. Nhưng với bác Lê Duy Ninh thì với bác thì lại không hề phải thuyết phục. Và trong một cái buổi chiều nắng vàng rực rỡ ở một cái sân nhà với một ngôi nhà dáng dấp rất Việt Nam và chung quanh là vườn cây ăn quả rất đẹp và yên bình, tôi ngồi trò chuyện với bác Lê Duy Ninh. Chào bác Lê Duy Ninh. Vâng ạ. Vâng, trước hết thì cháu xin được cảm ơn bác vì bác đã nhận lời tham gia chương trình. Vâng. Xin chào cô. Vâng. Sau đây thì cháu cũng rất là muốn tìm hiểu về bác. Bác Lê Duy Ninh năm nay bao nhiêu tuổi ạ? Tôi sinh ngày 26 tháng 5 năm 1937, là ngày sinh đúng hoàn toàn không sai. Và bữa nay thì đã đến tháng 9, tháng 10 rồi, tức là hơn 80 tuổi. Dạ. Vâng, vâng. Vâng, như vậy là với một lão nông hơn 80 tuổi thì về vai vế tôi sẽ gọi bằng chú. Vâng. Vì chú Ninh là thua tuổi cha tôi. Và chào chú Ninh ạ. Vâng ạ, dạ. Cảm ơn. Là một... thực ra đây là thành phố Tam Kỳ, nhưng mà với cái nhìn nhận của cháu thì cháu lại thấy nó là một vùng quê, có đúng không ạ? Dạ. Dạ. Chú Ninh sinh sống bằng nghề gì là chủ yếu ạ? Tôi làm ruộng là chủ yếu. Làm ruộng ạ? Dạ. Chăn nuôi. Làm ruộng và chăn nuôi. Ông này là ông hồi xưa ông làm chi cục trưởng của cái của cái chăn nuôi á. Dạ. Ở đây chủ chăn nuôi là phải tới ông đó. Dạ. Bây giờ thì ông hết làm cái đó lâu lắm rồi. Dạ. Rồi, vâng. Dạ. Nhà mình là ở đây từ bao giờ ạ? Tôi ở đây từ thời của ông nội tôi đến ông già tôi rồi đến tôi.
À, dạ. Như vậy tức là ba đời mình ở cái mảnh đất này. Dạ. Và như thế là mình đã sống qua rất là nhiều chế độ vậy. Đúng không ạ? Từ thời quốc gia sang thời Việt Nam Cộng Hòa trước, và bây giờ là thời Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Đúng. Dạ. Qua từng thời kỳ thì chú Ninh có thể chia sẻ xem là chú đã làm gì qua từng thời kỳ không ạ? Đúng. Tôi cũng tất nhiên là tôi sinh năm 37, dạ, tức là thời Pháp thuộc. Dạ. Và cho đến năm 45 thì tôi đã được 8 tuổi. Đó. Dạ. Cho nên cái thời Pháp thuộc thì tôi biết ít thôi. Dạ. Cái đến cái thời mà 45 là đã Việt Minh rồi đó. Dạ. Thì tôi vô nhi đồng rồi thiếu niên, tôi đi cũng hoạt động ở trong các cái hàng ngũ thiếu niên nhi đồng, sau này lên thanh niên. Dạ. Rồi cũng có đi bộ đội nữa. À. Nhưng mà không hên là vì khi đó là năm 53 thì tôi đi á, thì tôi đi được đâu có mấy tháng á, thì nói cho đúng ra là hồi đó là chiến tranh nó cũng đã gần hết rồi. Dạ. Cho nên tôi có mới cho về. Dạ. Cho về. Về rồi thì là tôi đó là qua 54. Dạ. Qua 55 thì tức là đến quốc gia rồi đó. Dạ. Gọi là Việt Nam Cộng Hòa đó. Dạ. Vâng. Cô có còn hỏi gì nữa không? Dạ, thế sang đến cái thời quốc gia rồi Việt Nam Cộng Hòa thì tiếp tục như thế nào ạ? À, tiếp tục thì tôi cũng học hành, cũng làm vì tôi học Việt Minh. Dạ. Rồi đến quốc gia thì học thêm. Dạ. Chú Đỉnh rồi cũng đi thi đi là này khác, thì cũng làm việc là nói chung chung những cái việc thông thường của một người thanh niên ở trong làng xóm thôi. Dạ. Cái sau đến năm 65 là tôi đi là năm 68 đó là, dạ, tôi bị động viên đi lính ngụy. Dạ. Tôi là lính ngụy. Dạ. Và tôi đã bị thương. À. Tôi cụt ngón một chân. Dạ. Bác đi lính như lâu không ạ? Tôi đi được có năm 68 mà cho đến năm 72 là coi như tôi giải ngũ rồi, tôi bị thương rồi. Dạ. Vâng, vâng. Cái trường hợp bị thương của bác là ở bị thương của tôi thì nó nói ra nó cũng hơi mắc cỡ. Dạ. Là vì một cuộc chiến nó không có lối thoát. Dạ. Tất nhiên là hai bên đánh nhau, mình cũng nói là mình người của hai bên thì nó hơi vô lý, nhưng mà ở nhà tôi thì bác tôi là liệt sĩ mà dưới thời Pháp ông mới hoạt động từ năm 1930 cùng với ông Võ Chí Công. Dạ. Và mẹ tôi thì đến năm 40 thì mẹ tôi mới bắt đầu hoạt động. Dạ. Cho nên nằm trong cái chỗ là cộng sản rồi. Dạ. Thế thì mình không nói là mình cộng sản được, là vì ở với ngụy thì phải nói mình là ngụy cái đó. Dạ, dạ. Cho nên thành ra là trong thời gian đó thì cũng làm những công việc bình thường thôi. Dạ. Còn đi lính thì nói cho đúng ra tôi không muốn đi lính. Dạ. Nhưng mà bị bắt buộc thì phải đi thôi. Dạ. Đó. Thế thì tôi bị thương cũng trong một cái trường hợp cũng hơi đặc biệt tí, là bữa đó đi hành quân. Dạ. Nhưng mà tôi cũng có một cái chuyện chuẩn bị sẵn rồi. Tất nhiên là đi hành quân thì mình thấy nó mình sợ, cho nên thành ra rồi cũng coi như là tự hủy hoại thân thể thôi. Gọi là tự thương. Coi như đó tự thương và tôi giải ngũ năm 72. Dạ. 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 Bác có thể tả cụ thể hơn được cái tình huống mà mình tự thương không? Mình tự thương thì dễ lắm. Dạ. Bữa đó là chiều lại đi hành quân thì tôi cái tay mà đại đội phó của tôi á, dạ, tôi là chỉ là trung thủy nhất thôi. Dạ. Tôi đi vô là tôi học ở Nha Trang ra tôi trung thủy nhất thôi. Cái học ra là trung thủy nhưng mà đi một thời gian là được trung thủy nhất. Dạ. Thì khi trung thủy nhất thì tôi chỉ có là tôi làm những công việc của văn phòng của đại đội thôi. Dạ. Nhưng mà bữa đó đi là đi hết, dạ, đi hết cả đại đội. Dạ. Cho nên trong khi đó thì tôi có nói với đại đội phó, tôi nói với tay đại đội phó là tôi nói chứ mình thì nó thật vợ con gái nó đông, nhưng mà bây giờ thì mình thấy đi mà chết đi á thì không à, thì không nghĩa là bỏ gia đình bỏ vợ bỏ con, cho nên chắc mình sẽ có cái chuyện đó. Dạ. Thì tối bữa hôm đó đi chiều lại là tôi làm cái công việc đó. Dạ. Tôi dùng một cái mình đó, mình mà mình gọi là mình cóc mình nhỏ. À, dạ. Cho nên thành đó tôi tự thương. Ở khi đó thì độ qua 2 năm sau là tôi về. Dạ. Tức là sau khi tự thương rồi thì bác vẫn chưa được về ngay? Thì dĩ nhiên rồi.
ở đó là phải nằm gọi là ở cái đơn vị một đơn vị mà quản trị mà cho đến khi 1-2 năm cái mới được về, chứ không phải vì là họ điều trị vết thương. Vâng, điều trị vết thương với lại cũng lâu lắm. Tất nhiên là họ cũng điều tra đợt này khác, nhưng mà tôi đã nói với đại đội phó rồi, bữa hôm đó là đại đội phó dẫn đi. Cho nên thành ra anh làm cái báo cáo gọi là báo cáo mình bị đập phải mì. Thế thì đại đội phó của bác là của cái ông đại đội phó đấy, là ông cũng biết là mình làm như biết, vậy biết. Nhưng ông cũng vẫn ủng hộ và bao che. Vì lý do như thế này, ông ấy còn trẻ lắm. Ông trẻ mới, ông mới bị động viên. Ông còn đi sau tôi nữa kìa. Nhưng mà ông là sĩ quan. Cho nên thành ra là mình cũng nói với ông như thầy. Thế thì tôi cái lúc đó là coi như là tôi đã quyết định như vậy rồi. Cho nên thành ra Như vậy thì cháu có thể nói như thế này được không ạ? Tức là mặc dù chú là bị động viên và tham gia vào quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Đúng. Dạ. Nhưng mà trong cái tư tưởng thì không thông. Không thông. Dạ. Đúng rồi. Không thông, thứ nhất là cái nguồn gốc của gia đình nhà mình là gia đình cách mạng. Thế và còn lý do gì nữa không? Ngoài cái lý do đó thì còn cái lý do gì thì ngoài cái chuyện đó ra mình cũng thấy là hai bên đến nhau là người Việt cả. Dạ. Thế nhưng mà cái mình thấy là có cái nó cái cuộc chiến nó không có lối thoát. Dạ. Ừ. Rồi cái lý do thế nữa, cái lý do mà cái động cơ chính á, dạ, là ở nhà đã có 3-4 đứa con rồi. Dạ. À, mà mình bà vợ thì chắc là bà không cách gì để nuôi con được. Dạ. Và tôi có một sự thành công khi tôi tự hiểu hòa thân thể, tự thương. Dạ. Vì lý do là tôi dạy dỗ đám con tôi nó trưởng thành. Dạ. Và nó con lo làm lo ăn. Dạ. Ừ. Bây giờ các anh các chị của nhà chú thì lớn là bao nhiêu tuổi và bé? Đứa lớn năm nay á, đứa lớn là năm nay được là 53 tuổi rồi. 53 tuổi. Đứa lớn. Dạ. Vâng vâng. Và bé nhất thì là? Đứa bé nhất là năm nay là 42 tuổi. Dạ. Nó đang dạy cấp 3. Dạ. Và các con của chú thì sau này có bị ảnh hưởng bởi cái lý lịch của bố không? Ủa, bị chứ. Dạ. Bị. Bởi vì người ta nó là gọi là tội tràn vả lai, tất nhiên là nó không có thể mà nó không bị được. Dạ. Người ta cũng như tôi thì người ta cũng bị như tôi. Dạ. Không vậy. Nhưng mà những năm đầu thôi, chứ về sau thì không sao. Dạ. Về sau thì tự nhiên là nó cũng có sự sửa đổi một ít, cho thành ra là khi mà giải phóng sau 75 ấy thì chú có phải đi học tập cải tạo không? Không, chỉ mời lên đi họp lên là này khác vài ba bữa. Dạ. Và trong cái sinh hoạt cộng đồng thì có bị kỳ thị hay là đối xử khác biệt không hả chú? Có. Vì ở nhà tôi nói là các bác tôi này, mẹ tôi đã là những người làm công sản. Dạ, dạ. Thành ra ở đây người ta cũng nể nang chứ đâu có. Dạ, dạ. Như vậy là các anh các chị thì cũng là trưởng thành. Dạ, con cũng được, nhưng mà nó không, nó bị ảnh hưởng về cái chuyện tôi là người quân. À. Chứ còn nó cũng thực sự ra thì người ta cũng không có quan tâm đến cái chuyện mà gia đình tôi là gia đình có cái mạng đâu. Dạ. Là vì người quân hẳn hoi. Dạ. Và lại khi tôi cũng có cái sai lầm là khi đó thì các anh ấy ngoài Bắc về. Dạ. Thì không tôi không có xin cái tôi cũng không định là xin, nói là gia đình tôi cách mạng chỉ có bớt tôi thôi. Dạ. Thành ra nói chung là tốt. Dạ. Nói chung được. Thế trong các anh các chị mà con của bác ấy thì có ai là đảng viên không? Có mấy đứa dâu. À, dâu là đảng viên. Dâu là đảng viên. Vâng vâng. Vâng. Còn làm kinh tế thì là bình thường rồi bác? Dạ, là chú. Được, được, nói chung là tốt. Dạ. Thế mấy đứa con trai thì không được, bởi vì mấy đứa nó giỏi lắm, nó được cách nộp 2-3 lần. Dạ. Đứa nào cũng được cách nộp 2-3 lần đó, nhưng mà không được. À. Nhưng mà là mấy anh mà ở địa phương đó. Dạ. Các anh không đồng ý. Không. Dạ. Như vậy với lại tính tôi có cái tính ngang là ví dụ đi họp gì đó là tôi mấy anh là nói bậy là tôi phải. À. Dạ. Chú ơi, trong cái quân đội mà chú tham gia mấy năm đấy thì những cái người lính Việt Nam Cộng Hòa ở cái tình trạng như chú có nhiều không? Có, cũng có nhưng mà ít. Dạ. Nó chung chung á là lính của Việt Nam Cộng Hòa đó, tức là gọi là lính ngụy thì dạ, thường thường là đi nghĩa, đi quân dịch. Dạ. Hoặc là bị động viên. Dạ.
Cho nên thành họ không ít có người mà đi mà tình nguyện đi. Dạ. Do đó họ chiến đấu thêm một cái tinh thần nó không được tốt lắm. Dạ. Nó không tốt. Đó là phổ biến là không được tốt lắm. Không được tốt. Không tự nguyện. Nhưng mà họ cũng có lý tưởng của họ đó. Dạ. Nhất là cấp sĩ quan này. Dạ. Họ có lý tưởng chứ không phải nó là nhiều người. Họ cho là ví dụ mình làm lý tưởng của mình là lý tưởng cách mạng. Dạ. Còn họ là lý tưởng ngoại. Không phải. Dạ. Có lý tưởng của họ là lý tưởng tự do. À, dạ. Khi đó là họ nghĩ đó. Họ nghĩ đến một cái lý tưởng nào đó. Dạ. Cho nên hầu trong cái lúc đó năm 75 có rất nhiều người họ tự tử đó. Dạ. Chứ không phải không. Dạ. Như trường hợp mà trực tiếp chú, những người đồng đội của chú ấy, thì anh em binh lính thì chú nói như vậy rồi, sĩ quan thì chú nói cũng có lý tưởng của họ. Thì chú có thể cụ thể cái người mà theo chú cụ, là có cụ thể thì không cần nhiều, nêu tên đúng nữa. Rồi đúng rồi. Dạ. Tất nhiên là họ ví dụ cái cách phát biểu của họ chứ tôi nghe. Dạ, dạ. Vì mình có hơi cộng sản trong người. Dạ. Cho nên khi họ phát biểu ra. Dạ. Thì họ và mình biết rằng họ như thế nào, họ có cái lý tưởng riêng của họ. Dạ. Chứ không phải là mà họ hoàn toàn là không có, nói là họ đi làm theo bằng anh lương hay là theo này theo khác thì đa số như thế. Dạ. Đa số là làm nhưng mà có một số ít. Dạ. Có số ít là có lý tưởng. Dạ. Tức là đa số thì là đi làm để ăn lương. Ừ. Nhưng mà cũng có một số ít là cũng có lý tưởng của họ. Tưởng. Dạ. Theo như chú thì chắc chắn là cái ngày mà chú đang còn ở trong quân đội ấy, thì chú cũng sẽ được một cái tuyên truyền là nếu như mà cộng sản mà chiến thắng thì sẽ có trả thù, đúng không ạ? Tất nhiên là cái đó hồi đó là nó nói rồi, nó lấy ví dụ như giả sử là nó cộng sản đã chiến thắng thì ở Việt Nam thì sẽ là có một chế độ, một cái bể máu đã, hay là một cái sự giết người một cách kinh khủng nó ví dụ. Dạ, dạ. Nhưng mà thực ra thì cái đó, cái vấn đề đó tôi nghĩ rằng đảng nó có một cái đảng đó là đảng, thì đảng có một cái chủ trương, có một cái đường lối. Dạ. Mà từ trên xuống dưới nó rất là bởi vậy cho nên mới thắng đó. Dạ, dạ. Nó rất, mình phải công nhận. Dạ. là rất là xích sao đó. Cho nên thành ra ví dụ đảng không cho mình, không cho những đảng viên hay là hoặc những người ở trong này thù hận mà giết nhau lẫn nhau là không có. Dạ. Nhờ vậy mà sau năm 75 chúng ta thấy rằng về mặt xã hội nó phát triển. Dạ. Nó phát triển và tất cả mọi người là nó có một cái sự đoàn kết với nhau. Dạ. Chứ còn không có cái chuyện mà ngay những cái người mà ví dụ lính ngụy nè thì tuy là ví dụ như nhà tôi là con tôi nó đi thi, nó đậu vào đại học thì nó. Dạ. Bị ví dụ như là cái số điểm đó. Dạ. Là người ta tính đi bớt đi mấy điểm. À. Thì chuyện đó cũng chẳng ăn thua gì đâu, nếu. Dạ. Nó giỏi thì nó cũng vẫn đậu, nó. Dạ. Vẫn đi thi rồi nó vẫn đậu đó. Dạ. Ngay đống con tôi thử thấy vậy đó. Dạ. Rồi nó cũng có bằng đại học rồi nó cũng đi làm. Dạ. Đó, vậy. Dạ. Tức là các con của chú là đều học đại học. Tôi không hết được đâu, tôi ngang tôi là bị cái này, một mình bà vợ nhà. Ừ. Làm độ hợp tác xã cấp cho độ có hơn 1 ruộng. Dạ. Làm gì mà nuôi nổi cho nó đi học. Chú có bao nhiêu? Tôi có 6 đứa con. Ồ. Oh. Tôi có 6 đứa mà chỉ có được con trai đó thì chỉ có được hai cái bằng đại học, còn con gái được 1 đứa thôi. Dạ. Còn mấy đứa kia thì học đến hết cấp 3 là giỏi quá rồi. Dạ. Ừ, chú ơi, thế trong cái thời gian mà chú đang còn ở trong lính Việt Nam Cộng Hòa ấy, thì cái thu nhập lương của mình, cái chế độ có được không? Lương thì cũng được, nói chung chung thì một tháng 90.000 thì cũng hồi đó thì nó thiệt sống bất cần đời, cho nên thành ra là sợ chết đời này khác, rồi ví dụ có tiền thì cũng tiêu tầm bậy. À, cho nên đem về cho vợ thì cũng không được bao nhiêu đâu. À. Chứ cũng không, cho nên bà vợ tôi ở nhà là bà vất vả lắm, bà ấy thì nghĩa là coi như là vừa nuôi con mình. Dạ. Nhờ có cái hai ông cụ và cụ tôi là hai người mà tôi để cái ảnh trên. Dạ. Là phải làm giúp tôi. Thế là chú đi thì có lương cao. Ừ. Nhưng mà cứ tiêu tầm bậy tầm bạ. À, tầm bạ, tầm bạ. Không đem về cho vợ được. Đúng. Và đúng. Vậy là thím ở nhà thì cũng vẫn chỉ là phải tảo tần nuôi con. Ừ, và lại vẫn có cái tiếng là. Yeah, đúng, dạ. Đúng. Cháu có nghe thấy chú dùng cái câu là chú đi lính ngụy, thì chú có nghĩ gì về cái từ lính ngụy không? Về cái gì? Lính ngụy. Cái từ lính ngụy hả? Dạ. Tôi thành nó quen mất rồi. Thì thấy các anh ấy, thì các anh mấy đứa bạn tôi ở nước ngoài nó về nó chê tôi về cái chỗ là nó mày cứ nói mày là lính ngụy.
chứ nó mình lính ngụy thì nó lính ngụy chuyện nó ăn thua gì. Dạ. Nhưng mà cái chuyện cái từ lính ngụy thì tôi thấy bây giờ vừa rồi mà tôi đọc cái tin báo hay là hoặc là tin này khác thì người ta nói là Việt Nam Cộng Hòa hay là nói là quân lực Việt Nam Cộng Hòa thì nó chỉ lính ngụy nó cũng vậy thôi, chẳng ăn thua gì đâu. Dạ. Nó thật ra thì đối với tôi thành quen mất rồi. Dạ. Cho nên bây giờ thì tôi không thấy cái chuyện đó là, nhưng mà bạn bè tôi nhiều khi nó hay nhắc tôi là không nên nói như thế. Dạ. Nhưng mà tôi nói không có, mình quen rồi. Dạ. Ừ. Ngoài cái là mình quen rồi ra thì nếu như mà suy nghĩ một cách mà bình tĩnh, suy nghĩ một cách nó kỹ càng cẩn thận một chút mà thì chú có thấy có vấn đề gì không? Tôi không có mặc cảm gì. Không. Tôi không có mặc cảm là vì tôi nghĩ rồi. Dạ. Tôi nói là mình phải nghĩ rằng bây giờ thì cái chuyện mà người ta phân tách những cái đó là dành cho những cái người mà trí thức hay là những cái người học giả hay hoặc là những cái người làm những cái việc lớn. Dạ. Còn mình thì mình nghĩ cái gì đơn giản nhẹ nhàng nhất thì dạ, nên nghĩ đến như vậy. Thì còn, dạ, còn cái chỗ mà nó gọi Việt Nam Cộng Hòa hay là gọi là quân lực Việt Nam Cộng Hòa hay gọi là lính ngụy thì như nhau cả thôi. Có, có. Dạ. Thật. Và chú cũng không thấy là bận tâm. Tôi không bận tâm. Dạ. Mà nhiều người cũng không bận tâm chuyện đó. Dạ. Nhưng phải riêng chị tôi. Chú ơi, ở trong quê mình ấy, quê ngay đây này, ừ, xung quanh đây thì có nhiều người đi đi lính ngụy như chú không? Vâng, có. Chỗ này tương đối là cái chỗ này là chỗ bình yên nhất. Dạ. Khi mà hai bên đánh nhau chỗ này bình yên nhất. Dạ. Nhưng mà cũng đi cũng có người, nhiều người đi và nhiều người chết. Dạ. À, nhưng mà không đó, nhưng mà có cũng đông đó chứ không phải ít. Dạ. Vì hồi đó không đi lính ngụy thì đi làm cái gì đâu. Dạ. Bắt buộc vậy. Dạ. Vâng. Cháu thấy là có nhiều người không đi lính ngụy mà họ lại đi lính đi gọi là nhảy núi nhé. Dạ. Dạ. Thì chú thấy thế nào về cái tình trạng đó? Chú thấy đó? Cái đó thì cũng tốt hơn, bởi vì này, cái đó là một cái mà mình tôi ấy, tôi có một cái quan niệm là những người làm cách mạng là những vị anh hùng. Dạ. Vị anh hùng mới tự nhiên nhảy lên núi để chịu cực chịu khổ. Dạ. Thế như tôi thì không thể làm được. Dạ. Là tôi chỉ thích những được ở dưới xóm này. Ví dụ ngay nhờ tôi ở nhà quê thì cũng được ăn cho ngon. Dạ. Ngủ cho tốt. Dạ. Đó. Còn mình, tôi nhiều khi tôi nghĩ đến tôi làm việc đó là không được. Mà tôi bị 2-3 lần. Dạ. Khi đó là trên đường Đà Nẵng Tam Kỳ đây, cũng như đường Tam Kỳ Quảng Ngãi, tôi cũng bị bắt nhiều lần đó. Dạ. Ừ. Bắt là nhưng ai bắt chú? Bị cách mạng bắt đó. À. À, nhiều lần lắm. Dạ. Nhưng mà cũng thả tôi thôi. Dạ. Bắt để làm gì ạ? Thì bắt là vì mình đi Đà Nẵng bằng đi ra chỗ Phổ Quyết Sơn thì bị đó mấy anh đón xe đò bắt rồi. Nhưng mà lúc đó là chú đang là thường dân hay chú đã là thường dân thôi. À, thế ạ? Thì họ bắt thường dân làm gì ạ? Thì không phải, thấy người trẻ là bắt. À. Vì hắn tưởng là mình là lính ngụy hoặc là mình là công chức là cán bộ nó ví dụ vậy. Nhưng không phải cho nên lại thả ra. Thành nó thả ra thôi. Chắc là họ nghi là gián điệp ấy. Đi vào dò thám ấy. Hồi đó làm sao mà biết được ai là gián điệp, ai là tình báo. Cho nên tôi nghĩ rồi. Có một cái mà tôi thấy cái hòa giải hòa hợp mà bữa trước á, anh Thông có ý kiến. Dạ. Có ý kiến là anh thấy như thế nào? Dạ. Thì tôi thấy á, là mình cũng không nên cay cú về cái chuyện đó lắm. Dạ. Và cái đó nó mang tính tự nhiên. Dạ. Tôi nghĩ người Việt với nhau mà khi đó là năm cách mạng mà rất là mạnh ở cái vùng đông của Tam Kỳ này. Dạ. Vậy thì ở nhà tôi là đêm nào cũng có người đi về, bởi vì rằng có mấy đứa mà có cái ông chú với lại thêm mấy đứa như Hoàng đà thì chắc là mấy anh cũng biết nhiều người lắm ở trong cái tổ công tác ở đây, là đi về là ghé vô nhà tôi đây. Dạ. Thì hồi đó là tối nào là tôi sợ lắm, tôi sợ các anh bác cho nên tôi đi ngủ. Dạ. Tôi lên phố ngủ, thì trong lúc tôi đi về sáng ngày tôi đi về sớm á, tôi đi bằng cái xe kêu là cái xe xe cái xe máy nổ. Dạ. Thì cái xe đó là cái bình xăng nó dài lắm. Dạ. Thì và bị anh cánh mạng ảnh nó bị bị bắn mà ở ngay chỗ cái đầu đường đi xuống đây cỡ chừng 100-500 mét. Dạ. Thì ảnh bị thương. Ảnh bị thương thì trong khi đó tôi đi xuống thì ảnh bắn tôi. Dạ. Ảnh đâu có biết tôi là ai, khang buổi sáng còn mới lơ mơ. Rồi xe nó nổ về thì ảnh bắn. Dạ. Và ảnh đã bị thương rồi, nằm chỗ thôi. Dạ. Thì ảnh bắn viên thứ nhất thì nó trúng phải cái gì đông, thì nó chạy chật qua đầu tôi. Dạ. Viên thứ hai thì ảnh trong lúc đó là ảnh đấm bị thương mà mất sức rồi. Dạ. Ra máu nhiều quá cho nên ảnh lên đặng, vì thế lên bằng khẩu súng AK mà ảnh phải lên. Dạ.
Thế thì tôi vừa nhìn thấy lên lên này 3 tháng thứ hai. Dạ. Có thể trúng ngay cái bình xăng, tụi nó có số tụi này. Dạ. Ừ. Cái bình xăng, cái thiện lọc trong bình xăng. Dạ. Để mình phát, bán phát thứ ba. Thì tôi là cứu người xuống đầu, hai anh em tôi, cứu người chạy đi. Khi tôi về nhà thì bọn mà ở biệt kích ở đây đặt cái mình đó đó, thì nó nghe nổ là nó biết rồi. Cho nên nó đặt cái lựu đạn đó thì nó xuống nó coi. Dạ. Mà trong lúc bán tôi thì nó cũng nghe rồi. Dạ. Nó xuống bầu vai thì bán cháy anh đó. Dạ. Bên trên đó thì tôi nghe mấy đứa đi co đoạn nó này nó khó rồi tôi về tôi mới hỏi tôi nói là chứ mấy đứa bài thay sao. Nó ồ ông còn trẻ quá mới 15, 16 tuổi. Ừ. Trẻ lắm mới 15, 16 tuổi. Tôi nói ồ tội quá, tội nó rồi. Thì tôi thấy tội rồi nó tội thôi, nó tội quá. Cái ông vợ tôi hồi đó ông làm liên gia. Liên gia tức là ông co cái xuống cái liên gia này thôi. Cái ông tôi nói thật sự chắc là ông phải chạy xuống. Ừ, ông xuống gấp ông mượn mấy người. Ông đi kêu mấy anh trẻ trẻ thanh niên đó, tìm nghĩa là đi sắm những cái đồ đặc gì đó rồi đem đi cho ông anh đó chứ tao đó là ngay người Việt mình với nhau mình nghĩ đâu con má tôi viện nó giờ tôi nó canh này nó không biết con là ai con cái chuyện